khoảnh khắc Quang Hải điềm tĩnh ký vào giấy chứng nhận kết hôn cùng Chu Thanh Huyền, nam sinh của cô dâu gây chú ý. Hot nhất làng bóng đá Việt tối nay ngày 7 tháng 2 là thông tin tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã đăng ký kết hôn cùng nàng Chu Thanh Huyền. Sau 3 năm hẹn hò không công khai, cặp đôi cuối cùng đã có một happy ending đúng nghĩa và nhận được nhiều sự chúc phúc, ủng hộ của gia đình, người thân, bạn bè cùng đông đảo người hâm mộ. Trên trang cá nhân, nàng Chu Thanh Huyền đã đăng tải video ghi lại khoảnh khắc Quang Hải đặt bút ký vào giấy chứng nhận kết hôn cùng mình. Chàng tuyển thủ ngôi sao đã quá quen với việc ký tặng cho hàng ngàn người hâm mộ trong suốt mấy năm qua. Giờ phút này đây, vẫn là chữ ký quen thuộc đó, Quang Hải điềm tĩnh đặt bút ký tên vào bản khế ước cuộc đời, xác lập mối quan hệ vợ chồng hợp pháp cùng Chu Thanh Huyền. Sự bình tĩnh của Hải con cho thấy anh đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân gắn bó lâu dài bên nàng hot girl quê Sơn Tây. Ngoài ra, dân tình còn chú ý đến một chi tiết trên giấy chứng nhận kết hôn của Quang Hải và Chu Thanh Huyền là ngày tháng năm sinh của cô dâu. Chu Thanh Huyền từng tự nhận mình là cô gái có nhiều năm sinh nhất Việt Nam. Vì chính bản thân cô cũng từng đôi lần nói về năm sinh của mình là những con số khác nhau. Giấy đăng ký kết hôn đã xác thực về năm sinh của bà xã Quang Hải là năm 2000.